quay người ở trên không được anh nhở? Là sao? Quay người ở trên cũng được sao? Không sao, đó có bơi mà. À có bơi. Rồi là được sự cho phép của anh Hùng thì em quay luôn. Ơi trời báo đi. Quay không cái dù. Không, quay không cái dù. Đấy, không tắm à? Đấy, chưa biết trời mưa này tắm được. Không tắm mưa. À, anh quay phim. Có được báo thế nhỉ? Anh ơi, anh ơi. Đây đi tắm mà mặc quần đấy à? Con tắm giác. Mặc quần đúng kiểu đi bơi nha, không phải là quần vớ vẩn đây nhá. Mặc chết vô không là. Mặc chết vào đập cái tia vậy ạ. Khởi động. Anh không có cái dù không ta? Để mà tra cái máy hỏi anh. Ê Tâm ơi. Quá là xinh đẹp luôn. Một mỹ nhân của gia đình báo. Gọi tên Mi báo. Ok. Sáu ở dưới quê nó có những S giờ mi lên thành phố mà. Thôi hey. Hôm nay cầm gì đó. Yeah. Ok anh. Đây cầm chú mai đang quay sang giáo đấy đi từ sang tới. Có hành động nguy hiểm không? Có hành động nguy hiểm không? Yo, mọi người thấy không? Mưa to lắm mọi người ơi. Mưa to lắm. Mưa phải lấy dù che mọi người ạ. Đây đây, có gió bay dù nha. Ok. Ok, các bạn hãy tìm về tuổi thơ của chúng ta nào. Vùng tạ rồi, gặt lúa đây. Điều. Ê bên này đó. Nặng không? Đã không nặng mà để sừng cướp đó chứ. Bây giờ trẻ trâu chưa? Vâng. Mèo cơ đâu? Mèo nhỏ không? Sừng cướp đó chứ. Không ai bơi nữa? À, biết đâu. Có mấy thằng đây à? Ok mọi người cùng trở về tuổi thơ nhá. Đây, thấy chưa, một thanh niên trẻ trâu. Mà sáu ở dưới quê nó có chút ép. Ôi, quay, em khả năng cái cặp ướt đây, ướt, cặp ướt ạ. À. Em sợ cặp ướt ạ, cặp ướt này, thấy gió tạt vào đấy. Cặp ướt đây. Cuộc đời này nhanh lắm. Bây giờ đi có biết mà rồi tắt kiếm này căng thế nhở? Căng thẳng quá. Cuộc đời như này cứ chờ đợi tắt kiếm căng thẳng quá.
thôi bạn ơi bạn vừa vào bạn ơi. Ui này online hả? Ok yên tâm mọi người, nếu như mà có chuyện gì em vứt điện thoại em bay ra luôn, điện thoại có được mấy triệu thôi, sao nó vứt điện thoại nó bay ra luôn. Tí à, người bố có những đứa con này, bây giờ mà My có chuyện gì là kinh là vứt điện thoại ra là lúc đấy mọi người sẽ được xem, sẽ được đi tắm biển luôn đó, My sẽ bay ra cứu My. Ok nha, chốt. Dạ dạ hình như thế ạ. À, hết mưa rồi bây giờ chơi vui rồi này. Con ơi con bước bảo con đây này, con ăn đi con. Dạ 9K3 mọi người ơi, 9K3 nha. Tối ngày hôm nay tôi chỉ có đúng một sản phẩm duy nhất thôi, là gel sữa rửa mặt trà xanh là tôi mang theo để tôi rửa mặt thôi. Có gì tối tôi ghim sản phẩm vô lên tôi xin TikTok tài trợ đúng 100 mã 72K, mọi người nhớ ủng hộ nha. Đúng một mã duy nhất thôi. Ok mọi người, 100 mã duy nhất mọi người, 100 mã 72K, một sản phẩm duy nhất mọi người, đón chờ tối nay nhá. Cái gì kêu hu hu ấy? À đặt review gì đấy, thân hình nhỏ bé. Giữa giờ bốn trời chơi phơi này, như là con này. Nhị con 36 ở dưới quê nó có chút S, giờ My lên thành phố mặc áo đen nó có chút S, ở thời còn rất dễ sang á, nên nhớ My nhớ cho dễ an toàn. Là con lì không à con? Đây ăn con đi con. Sợ. Vâng, chiếc áo của tôi đang rất lành lặn, sau khi con gái tôi nó kéo thì tung áo vú tôi ra luôn rồi. Thầy ơi, thầy có đấu giá cái áo đấy không nhở? Có thể. Mấy thầy ơi, áo đấy còn mùi hôi của thầy nhá mọi người. Rồi 6 tỷ ok, mọi người chốt cao hơn mọi người, 6 tỷ còn ít quá. Mọi người ơi, nước này thì còn nước nó hơi đục đục. Hay là mày đái ra nó bị đục đục. Ghi đái vào à? Em ơi, nó bị nghe cái đục. Thôi mọi người chuẩn bị. Đặt review này. Sống mệt lắm. Mọi người làm tấm hình đấy mọi người ơi. Em đã cầm dù rồi. Ấy à, ấy à, ơi. Xong cái sóng mũi dột bột mọi người, xong ta thấy gì cả. Em thấy cô ba bắt đầu giống mi cô ba sáu đấy. Em cầm dù rồi, em cầm dù rồi mọi người chụp đi. Anh chụp bắt đầu à? Ok luôn. Con 36. Ê! Ai? À đây ăn đi con. Rồi rồi mọi người. Đến cầu ba thế nào?
đau mắt thật sự. Đau mắt quá. Vừa xem một tài năng có cái gì đấy nữa. Rồi thì thấy thấy thất kia đang hồn thôi, còn lại là không ra gì. Con ơi vào đi con ơi. Sài Gòn rất dễ xa ngã nên Huy nhớ chất dây an toàn. Bây giờ chào cùng ba chuyến hành trình nhá. Chào ông Thắng ạ. Đi theo à. Con này quán đời luôn. Tình cảm quá đi. Đây, căn villa của mình đang ở đây mọi người. Đấy, căn villa to chưa? To chưa? Căn villa ở sát biển luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ui, đẹp chưa? Rồi. Đấy. Đây căn villa này mọi người. Căn này mà chỉ có được một cái gì 3 triệu một ngày. Quá rẻ. 3 triệu một ngày. Đẹp chưa, lung linh chưa? Sát biển luôn. Nói chung là một đêm là ok, giá đấy là ok mà. Cái gì đấy? Ôi à ơi. Một đây thì ấm một miếng đáy mẹ đây là. Sao mà con sao mà đá ra đấy đó con? Này cho mày tìm. Tao một cái đồ nhỏ xíu à.